Wow. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Special good day from Australia, ladies and gentlemen. Thank you very much for tuning into our YouTube channel once again. This is a great video for everyone, ladies and gentlemen. I guess in our daily life, every one of us, when we do something, we always actually waiting for, the seeing a very clear things or when they actually producing some result, then you are actually jumping, and we all jumping and trying to grab it then, right? But ladies and gentlemen, in the actual fact, every single business, every single opportunity, everything that we do in business, they're always the same. I guess a lot of rich people, they become rich because they grab the opportunity before it's happened. It's not wait until when it's happened and then they come and grab it, right? So just because we want to be clear and clean before everything, we come and grab it. That's why we always late in opportunity, taking opportunity and so on. Is that right? Yes, of course, that's correct. A lot of people are successful because they see the vision, they see far ahead and they grab it, ladies and gentlemen. That's the difference between the success people and the follower. Follower, we were always seeing a lot of things go ahead and seeing people who come before us, the success, then we come and follow them. We don't actually have a chance, or it's not a chance, but we actually don't have that ability to be strong enough to go and grab it first. But we always wait for someone to grab it and then we just go and follow them. That's why we always late. So ladies and gentlemen, what I do from this video today, I will share you some of the revolution over time, what changing and what opportunity right now, what different and so on to our OneCoin business opportunity. So it's just a short video, but I want to share you something like that, ladies and gentlemen. So thank you very much once again for your if you are already part of this amazing YouTube channel. Thank you very much for your tuning. And yes, if you are actually not subscribed to our YouTube channel, ladies and gentlemen, I invite you to into our YouTube channel on the right-hand side there. You can see on the right-hand side there. You can click in there and subscribe to our YouTube channel. So anything that coming next or what video we are loading in, they will notify you and you can come and watch, ladies and gentlemen. Or you can follow us on Facebook on the left-hand side there with that QR code. You can scan on that QR code and let follow us. Any post in there, they will also notify you. So once again, thank you very much and let the show rolling, ladies and gentlemen. Beautiful, beautiful. Here we go. Like I say, today I will gonna share with you the revolution over time, one of the very important slides. So I like all of you to stay focused and seeing things. You are spending your time here already. And yes, you are just not here to grab things, not here to seeing things. Then yes, you are no need to be watching this video, ladies and gentlemen. And if you are actually watching this video, you want to looking for something and seeing something and grabbing something, I'd like to invite you to be stay focused, relax with the music and let observe something in here, ladies and gentlemen. Let observe something in here and be seriously focused, because you are here trying to listen to this video anyway. And if your mindset is thinking of something outside, or you actually trying to do something while you listen to this this video, is not gonna affecting you and it's not gonna helping you at all. It's sort of wasting your time. So I request that if you are really want to make this video work for you, let put everything on the side and focus in this video only for the next 20 minutes or so, ladies and gentlemen. So let's moving right now. Evolution over time, ladies and gentlemen, you can see a lot of things are changed in the past, right? And people, like I mentioned from earlier, we always waiting for something to happen and then we jump in, right? But we don't realize that when we jumping, it's already at the peak. It can be
you know, the opportunity can be finished right then. So we're coming too late. So we want to see if it is a right opportunity. We want to jump in before they rise to the peak, right? We want to jump in when the opportunity just start, not to be right to the end, ladies and gentlemen. We all see here, you remember at the early day when internet come in, we all using the AOL, American Online, or Netscape. Not a lot of people right now is remember American Online or Netscape, right? Because the Google is coming. When Google is coming, wow, not a lot of people remember AOL anymore. I do remember in round about 1995, when we was in school, and remember that in our school, we always using AOL, dial-up internet, right? But when Google come, everything are cool. Even when we're asking something, we always go and ask Mr. Google, right? Yes, so this is how evolution over time. When there's something new coming, whatever the past is seem to be disappear, ladies and gentlemen. Do remember MySpace? I think some elderly or a range of 30, 40 years old will use do remember what MySpace is, right? Now, young people just say 18, 20, you don't even know what MySpace is, correct? But before, for us to chit chat and sending file and so on to each other, social media, we all using MySpace, video chat and so on. Now, when Facebook is coming, MySpace has been disappeared. They're gone. No one remember them anymore, right? Talking about phone, the early day, ladies and gentlemen, the early day, we all using Nokia, right? Nokia connect people. That's their slogan, long times ago. But at that time, when Nokia come out, a lot of people using Nokia, but hey, ladies and gentlemen, because they don't believe into smartphone or something that need to upgrade, and they thought the market is always there for them. But unfortunately, when Apple or Galaxy come in, wow. Nokia nowadays, maybe there's very small number of people are using Nokia, but the rest of the other people are using Apple phone or Galaxy, Samsung. Wow. You see, when something new coming, doesn't matter people like it or not, they will be changing the world, ladies and gentlemen. Do you remember with the banking system, something like this? In the early day, 1995 to 1999, something like that, right? When we go to the bank, we have this small bank book there. But you go to the bank, they write or they type in on that day how much money you deposit into it, and then they stamp it, and then they send you that book back. Or if you go there and withdraw some money, they will type in there on that day, what time you withdraw how much, and then they balance is how much, they stamp it and they give it back to you on this book, right? Yes, this small bank book right here in Australia. That is back in 1995, 1999. But at that time, people say in the future, when you go into the bank, you don't need bank book anymore. Not a lot of people believe, ladies and gentlemen. At the year of 1995 to 1999, that people will say in the future, you don't need this bank book anymore. A lot of people are not believe and they don't believe it. Because people say, in the future, if there's no this book, how can they know their balance and so on, right? But look at this today. Wow, seeing this bank card is happened. Wow, a lot of people now, 99% of people are using bank card. They don't using bank book anymore. So this is how things are changed, and the revolution are changing things over time. But just because we live with it, we don't even know that we're changing and adapting to it, right? Until we sit back and we're thinking of what happened in the past to our reality right now, you will see things are a lot different. I guess when you all see this video, you realize, oh yeah, this is right. Yes, right. A lot of things that change.
but we don't know, right? Now, let's talk about cryptocurrency. The first cryptocurrency come out is Bitcoin. Back in 2008, 2009, something like that, right? Yes, and a lot of people before saying this Bitcoin is sort of something unreal, something on the air, something that you can't feel, can't touch, can't see, and so on, right? It's something that not right. It's something unreal, right? But today you can see something that people say 4 years, 5 years, 10 years ago is unreal. It's facts, okay? It's fake. It's unreal, all right? But today, someone accept to buy 60 or 70,000 per one coin. Wow, you see that? That's how things are changing, but they have value, but people don't know it, right? Yes, and yes, we are here, ladies and gentlemen. Our one coin is coming just like them. Our aim is just like what is above here in this column. We want to be creating something that we can use and be known by globally, ladies and gentlemen. When we're talking about crypto, then a lot of people maybe not really know why crypto and what best for crypto and so on, ladies and gentlemen. I'd like to share this slide with you. What is the future of our cryptocurrency? First of all, cryptocurrency, they have a finite number. So one coin, we have 250 billion coins, ladies and gentlemen. So cryptocurrency is not affected by inflation. What does that mean by inflation, right? So the very simple example for you. $1, 10 years ago, you can buy a lot of things, right? Today, $1, maybe you can only buy a lolly. You see, $50 10 years ago, you go into the shop, you buy nearly full of choice of food, veggie, whatever. But today, $50, go to the shop, you grab only a few things. That's called inflation, the difference between the money, right? The value of the money. Now, fiat money, paper money, fiat, okay? Bank, they keep printing, or the government, as long as they owing money overseas and they decide they want to print money, they can print money. The more they print out, that means the more they supply that paper money. And everything have value they contain in these two very important things, supply and demand. If they keep supplying more paper money, but the demand is still the same, then what happened? The price is dropping. That's why we see $50 10 years ago is worth a lot, but $50 right now is worth a lot lesser. That's the difference between the inflation, right? The supply and demand. And yes, fiat money before, back in 1971, if you printing money, like before that years, if you're printing money, you need gold to back it up. But after that 1971, our US president Dixon actually changing the law, and since then people are just printing money based on the reputation of their country. They don't need gold to back it up anymore. That's why you see people are printing money all the time. I mean, government of each country printing money every day, ladies and gentlemen. That's why they're creating inflation, right? Cryptocurrency also not affected by national policy, right? So, especially with the global crypto, right? So normal fiat money, they actually affected by national policy. What does that mean? Just say, you know, the law are changing, the new government are changing, they will changing their law and they're affecting the money, right? Yes, but cryptocurrency is not tied up with any country at all, right? It's not tied up with any country.
So it doesn't matter one country lower change, other people country lower change, it's not affect them. Because cryptocurrency is actually go to the blockchain and it's contained, their value are based on supply and demand. The more demand come in, is the more they increase in their price. They're not affected by them, okay? Now, it's also not affected by national disaster, ladies and gentlemen. I give you the example, long times ago when in Thailand we have the tsunami, the big flood, right? Tsunami, all the big water from the sea go into the country, like in Thailand or Japan and so on, right? At that time, just like water go all the way into hit into Japan or Thailand. At that time, if you invest in the Japanese yen, and you see the next day, you see, you know, on the news that water go to Japan. What happened, ladies and gentlemen? You really want to sell that yen out, right? You don't want to hold it because you know the economy is affected, right? But if you do that, other people also want to do it. Everyone want to sell it, no one buy. What happened? They affected, ladies and gentlemen. It's going down. This is why the fiat money are affected by national disaster, but crypto is on the air. It's on the cloud, it's somewhere on the internet. And yes, it's not affected, ladies and gentlemen. All right, it's indestructible as well. So what does this mean? By law, with your paper money, you can tear, can burn, and so on. By law, you can't do that, right? But in actual fact, the money, the fiat money, they can get old, they can get teared, or people also can burn it if they're in a hot or accidentally in the fire, they burn it, or they can be lost, right? Yes, yes, it can be destroyed, yes. But in cryptocurrency, when you store it in the blockchain, you can't burn it, right? You can duplicate it, yes? So it can be destructible, ladies and gentlemen. And it's easy. Cryptocurrency is very easy for you to transfer money from one country to a different country and making payments almost instantly. Not like a fiat money. When the fiat money, just say if you want to send money overseas, you know it's take time, right? It's also take fees and so on and so on. So this is the difference between our fiat money and what the future, what is the benefit for our cryptocurrency, ladies and gentlemen. So I just mentioned on the early slide, yes, the difference between our OneCoin and Bitcoin. So I like want to compare a little bit, and I like to make it very clear, we are here not to talk bad on any other coin or anything, bringing them down or anything. Bitcoin is a pioneer, is the first and very first cryptocurrency come out, right? But right now we have over 7,000 or 8,000 different coins in the market, ladies and gentlemen. But I like to compare one coin with the Bitcoin because they are the first one, the first of all other coins. So I want to compare and see why there is many coins in the market, but our one coin is different. What the difference between our coin to other coins? So ladies and gentlemen, our one coin we actually created or are using the technology 2016, but we could upgrade it when it's needed. All right, Bitcoin is since 2008 until now, there's no upgrade, ladies and gentlemen. I will tell you why later. Okay, we have a company, we have company one coin, we have company assist, whereas Bitcoin, they have no company, non-assist of the company, ladies and gentlemen. We have employees. They have no company. Of course, they have no employees. And yes, why? Because at the time, we reckon that the Bitcoin just designed it for people play game online and that's it. They doesn't know that how big they are until today that people can use it and put on exchange and so on. That's why they value a lot. But when the Bitcoin come out, they thought they just four people play a game online. That's why they're creating something simple, easy for everyone to play and that's it. But you know, unfortunately,
game, sometimes you have young people, right? They target in the young people. That's why they're creating something that no KYC needed. Everyone can buy it. But everyone can buy it. What happened, ladies and gentlemen? The bad people can jump in and buy it also, right? We are OneCoin. We know this is going to be a usability for global. This is something that we created, or the company created, for a global usage. And we understand that by law, we have to prevent the money laundering law, and all other things need to be prevented and protected. That's why OneCoin, we're actually creating the KYC system, which is knowing your customer, ladies and gentlemen. Bitcoin, they have no KYC system. So anyone can buy it. That's what happened. That means, you know, people can leverage this in the wrong way, or they can deal in drug, weapons, and terror everywhere by using this coin as well, ladies and gentlemen, right? Now, OneCoin, you can see, is clean, clear. That means terrorists and organized crime can't use it because they have the ID and everything attached into it, ladies and gentlemen. Whereas here, you can see terrorists can be used frequently, right? So we are clean, clear, and we fit into the law. That means in the near future, government and countries will be look like they were accepting this coin in their country. But whereas Bitcoin, unlikely they're going to using it because there are no KYC in the system. Right now, maybe don't take offense of this, but right now, maybe because they're pioneer, they might find some way. We don't sure. But for the country, they want any coin using their country later, there will be need something to prove and clear with the KYC and so on, the KYC procedure, ladies and gentlemen. Right. We have a system where you can see on my background here, the ecosystem support everything and to making our price of the coin are keep stable and increase. Whereas the Bitcoin, they're on the base on exchange only, and the price always fluctuated up and down all the time, ladies and gentlemen. We have higher security, we have different server placed in different regions as well to back it up, make sure that we are in safe. Whereas here, we know that Bitcoin, some people have lose coin regularly, right? Yes. We have over 3.6 million users that actually driving and pushing demand for this coin to increasing their value, ladies and gentlemen. But in here, we're unsure how many people have been used because they are no KYC, right? Yes. The transactions are a lot fast. Yes, we can have the transaction done less than 10 seconds. The block will be complete in 1 minute, ladies and gentlemen. Whereas the quickest one that we see in blockchain is Bitcoin is 10 minutes, ladies and gentlemen. Imagine if you are a retail shop and you're accepting Bitcoin, someone come and make the payment for you, they have to wait for at least 10 minutes for the transaction complete, then you can let them go. Then it's too slow, right? In 1 hour, you only collecting sick payments. So it's really no good, really no good. So that's it for me, ladies and gentlemen. This is only the some compare and some different of this video for you today. Ladies and gentlemen, you can take this as a revise and research more. And if you really want to see more and want to find out more, contact us or contact anyone that in One Life that will explain you more so you can grab the right opportunity, ladies and gentlemen. So thank you very much once again. You can subscribe to the YouTube channel on the right hand side, or actually scan the QR code on the left hand side, go into our One Life Australia page and follow more news in there. So once again, thank you so much. I'll take this opportunity also say a few words in Vietnamese for all the Vietnamese out there, ladies and gentlemen. Chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thành đây. Hôm nay rất là hân hạnh, vui được làm một cái video mới cho quý vị.
Nếu như quý vị đã subscribe vô hoặc đăng ký vào kênh YouTube của Thành rồi thì cảm ơn quý vị. Quý vị đã chúc mừng quý vị có thêm một cái video mới cho quý vị nữa nha. Còn nếu quý vị chưa có đăng ký vào kênh YouTube thì bên tay phải quý vị đã nhìn thấy cái logo bên tay phải, bấm vào đó để đăng ký, thì trong tương lai những cái video mới của Thành nó sẽ tự động báo cho quý vị sẽ vào xem nha. Hoặc là quý vị có thể quẹt cái mã vạch ở bên tay trái này, bên tay trái này nè, quý vị có thể quẹt cái mã vạch này thì quý vị có thể theo dõi trong Facebook những tin tức gì Thành sẽ bỏ vào đó cho quý vị thôi nha. Hôm nay Thành muốn chia sẻ một vài điều như thường lệ thì quý vị đã thấy đó, phút đầu là tiếng Anh, phút sau là tiếng Việt. Thì ngày hôm nay Thành muốn chia sẻ một vài điều. Bình thường thì chúng ta thường hay cái phản xạ tự nhiên của từng người của chúng ta là đa số khi mình muốn bất cứ làm một cái gì cũng vậy, mình cũng phải đợi coi có nhiều người đi trước là thành công rồi mình mới đi theo, đúng không ạ? Mình ít khi nào mà đủ can đảm để mình đứng lên, mình là cái người đi trước để mình chụp lấy cơ hội, đúng không? Thì đa số những người thành công, những người tỷ phú thế giới ai cũng vậy, họ không bao giờ đi theo bất cứ ai, mà là họ là những người đi đầu dẫn dắt và họ chụp cơ hội trước khi tất cả mọi người, đúng không? Trong khi họ đã thành công rồi, mình mới nhìn thấy họ thành công, mình mới bắt đầu ở đây đi theo. Chính vì vậy mình luôn luôn là những người theo sau, chứ mình không phải là những người chụp cơ hội mà đi trước. Cho nên mình luôn luôn là bị chậm trễ hơn tất cả mọi người. Chính vì vậy ngày hôm nay Thành muốn chia sẻ một vài điều để cho quý vị nhìn thấy nó có phải là cái cơ hội. Nếu đó là cái cơ hội mà quý vị nhìn ra được, nhìn thấy được, thì quý vị có thể là chụp lấy cái cơ hội nó trước khi nó xảy ra, thì nó sẽ là một cái điều mà để giúp cho chúng ta có thể thay đổi được cuộc sống quý vị ạ. Thì đây là những cái sự tiến hóa theo thời gian nha quý vị. Khi nhìn lại mình mới phải bắt đầu nhìn nhận những cái sự thay đổi mà mình đã sống chung với nó một khoảng thời gian khá lâu, mình không để ý tới, mình không có nghĩ là nó đã thay đổi nhanh tới như vậy, mà thực sự nó đã thay đổi rất nhiều. Giống như thời xưa khi mình xài internet thì quý vị có thấy là lên mạng internet đó, thời đầu á là nó mới ra là nó kêu là cái American Online, là AOL hoặc là Netscape. Ở Úc của chúng ta nhớ thời xưa Thành đi học á là họ bắt đầu xài là AOL. Nhớ quý vị nhớ khi mình connect vô internet mình phải gắn dây vô, mỗi lần mở lên nó kêu đẻ 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 một khoảng thời gian rồi nó mới bắt đầu đưa chúng ta vào mạng, đúng không ạ? Thì đó là cái thời xưa. Nhưng đùng một cái từ khi mà Google ra đời thì tất nhiên là AOL với Netscape đã không còn trên thị trường nữa. Bây giờ hầu như là ít ai còn biết về AOL là ai cả, đúng không? Những người giống như hồi xưa đã từng xài qua, bây giờ nhìn thấy nó thì nhớ trực lại thôi. Nhưng thực sự là mình đã thay đổi theo thời gian, mình đã sử dụng theo cái thị trường ngày hôm nay rồi. Mà hôm nay mình nói Google cái là ai cũng biết hết, cả tụi trẻ nhỏ là họ đều biết về Google là cái gì luôn rồi, đúng không? Thời xưa khi mình muốn liên lạc với ai, gửi hình hoặc là muốn thấy hình với nhau đều sử dụng qua MySpace, đúng không ạ? Thị trường MySpace hồi xưa mới ra rất là nổi. Nhưng đùng một cái từ khi Facebook ra đời thì hầu như tất cả chúng ta đều sử dụng Facebook và mình đã quên đi MySpace là cái gì, đúng không quý vị, đúng không? Có từng nghĩ qua chưa? Khi mình nghĩ lại, mình nghiệm lại thì mình mới thấy, đúng không ạ? Thì hồi xưa khi mình xài điện thoại thì Nokia là một trong những cái loại điện thoại mà rất là nổi tiếng hồi xưa, đúng không ạ? Đùng một cái sau khi mà smartphone ra đời, từ iPhone hoặc là Samsung ra đời thì tất nhiên là ngày hôm nay ít ai sử dụng tới Nokia nha, ít có ai sử dụng tới Nokia cả. Hồi xưa là khi mình đi ngân hàng mình có cái cuốn thẻ, cái cuốn sổ nhỏ nhỏ như thế này, cuốn sổ ngân hàng, nó kêu là cuốn sổ ngân hàng bank book. Cuốn sổ ngân hàng này rất là nhỏ mà hồi xưa thì mình sử dụng nó, đúng không? Mỗi lần mình đi vô ngân hàng thì mình đều đưa cái cuốn sổ này cho họ. Thí dụ như mình rút tiền thì mình ghi vào đó là mình muốn rút bao nhiêu tiền, ngày nào giờ nào, rút bao nhiêu tiền, đưa cho họ, họ kiểm tra hết có tiền, họ đưa tiền cho mình, rồi họ sẽ đóng mọc trừ lại bao nhiêu, đưa trả về cái cuốn sách này cho mình, nha, cuốn sổ nhỏ này cho mình. Thì cái thời đó đó là khoảng 1995, 1999, họ nói là tương lai là đi ngân hàng mà không cần cuốn sổ này nữa, thì hầu như thời đó không ai chịu tin cả và cũng không ai nghĩ là nó có thể là như thế. Tại vì nếu không có cuốn sổ này mình sẽ không biết được cái balance của mình ở trong đó là bao nhiêu, đúng không?
À thì những cái biến đổi nó đã biến đổi như thế, nhưng thực sự thời xưa mình không nghĩ là nó sẽ biến mất. Nhưng ngày hôm nay mình đi shop, mình đi bất cứ ngân hàng, đi chỗ này chỗ kia mình không cần cuốn sổ nữa. Từ khi cái thẻ ngân hàng này ra đời, cái thẻ thẻ tín dụng hoặc là cái thẻ gì đó, thì khi những cái thẻ này ra đời, tất nhiên là những cuốn sổ bắt đầu dần dần chết đi, và hầu như ngày hôm nay chắc khoảng cỡ 1% dân số ở Úc mình là xài cái cuốn sổ thôi. Ngoài ra tất cả mọi người đều xài thẻ, đúng không ạ? À? Đó là sự khác biệt thay đổi đó quý vị. À thì khi nói về thị trường điện tử quý vị, thị trường điện tử thì nó có một cái đồng tiền gọi là Bitcoin. Hồi xưa nó mới ra, cả tiếng Việt Nam của mình cũng gọi nó là cái tên là tiền ảo, nghe là thấy ớn lạnh rồi, đúng không ạ? À? Cái gì ảo ảo là mình không tin, đúng không? Rất là khó tin, rất là khó chịu khi mình nhìn thấy những ai mà xài những cái thứ này, từ ngữ là ảo là mình đã không ưa rồi, thấy là mình không có thực tế rồi, đúng không? À chính vì nó mới ra cho nên mình không quen, mình cứ nghĩ nó là ảo. Ngày hôm nay một cái đồng tiền như vậy người ta gọi nó là ảo, nhưng thực tế là thị trường đang chấp nhận nó khoảng 70.000, 60.000, 70.000, thậm chí đến 80.000 đô cho mỗi một cái đồng coin. Nó quý vị thấy nó lợi hại tới cỡ nào thì chưa chắc cho những cái gì nhìn thấy ảo mà nó ảo, đúng không ạ? À thì đồng tiền này khắp thế giới đều thấy là nó đã được thay đổi rất nhiều, và đặc biệt là thị trường tiền điện tử từ 2019 tháng 7 2019 vừa rồi. Thì khi khi ở có một cuộc hội nghị lớn của G20, G20 là 20 quốc gia có nền kinh tế đặc biệt và mạnh khắp thế giới, thì họ họp lại hết, chọn lọc ra, thì họ chọn lọc ra 20 quốc gia đó gia nhập vào cái đội G20 của họ. Thì trong cái buổi họp ở G20 ở Nhật vào tháng tháng 7 2019, họ thực sự coi như trong buổi họp có rất nhiều thứ để họ bàn tán, nhưng mà thực sự một vấn đề họ bàn đến đó là tiền điện tử. Và cũng từ thời điểm đó trở đi thì tất nhiên tiền điện tử được coi như là một khối tài sản, cho nó không phải là một cái gì đó ảo ở trên thị trường nữa rồi nha. Là bắt đầu 2019 tháng 7 cho tới giờ thì được coi như là một cái dòng khối tài sản có giá trị đàng hoàng. Thì chính vì như thế quan khoan của chúng ta ra đời với mục đích cũng giống như những cái thứ ở bên góc tay phải, bên cái cột bên tay phải này, mình muốn nó sẽ là một cái gì đó to lớn, khi thực sự nó đã bùng phát thì hầu như mọi người sẽ sử dụng nó. Thì chính vì vậy mà mình ra đời với một cái hình thức như thế. Thì chút nữa Thành sẽ cho quý vị biết tại sao, lý do tại sao mà mình có thể mình nghĩ mình được như thế. Tại ngày hôm nay Bitcoin nó đã trị giá đến mức là mấy chục ngàn đô, còn của mình mới có mấy mươi đô thôi. Thì làm sao mình có thể so sánh như vậy được, thì chút xíu Thành sẽ cho hay nha. Thì trước hết mình tìm hiểu cái giá trị, cái đặc biệt của cryptocurrency, tiền kỹ thuật số nó như thế nào nha. Cái giá trị của tiền kỹ thuật số như thế nào. Thứ nhất là nó có số tiền hữu hạn, có nghĩa là nó có giới hạn một con số nha. Như quan coin của chúng ta mình chỉ có 120 tỷ cái coin thôi, mình không có thể là mỗi ngày đều in thêm ra được hoặc là tăng thêm con số được nha. Trong khi cái tiền giấy của mình đó, là nó được tăng thường xuyên nha. Thời xưa để in tiền á, thì tất nhiên nó cần phải có vàng để bảo chứng thì nó mới được phép in tiền. Nhưng sau khi năm 1971 á, khi tổng thống Nixon ở Mỹ á, đã loại bỏ cái luật đó, thì tất nhiên từ cái điểm đó trở đi, thời điểm đó trở đi thì tất cả mọi quốc gia họ có thể in tiền tùy vào cái danh dự của quốc gia họ, chứ họ không có cần phải có vàng bảo chứng nữa quý vị. Cho nên rất nhiều quốc gia từ đó mình in tiền ra rất là nhiều, chính vì vậy mà giá trị đồng tiền của họ càng ngày càng tụt 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 giá trị. Thời xưa quý vị nhớ thời xưa 50 đô Úc quý vị có thể mua rất nhiều thứ, đúng không ạ? À? Năm 10 năm 20 năm về trước 50 đô mua được rất nhiều, ngày hôm nay 50 đô không mua được bao nhiêu, đúng không? Đó là cái sự khác biệt giữa bị lạm phát nha. Tiền kỹ thuật số tiền kỹ thuật số thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng bởi chính sách của quốc gia quý vị ạ. À. Thí dụ nha, thí dụ
Ví dụ như bây giờ ở Úc mình bầu cử, mình đổi qua một cái tổng thống mới thì tất nhiên, hoặc là thủ tướng mới thì tất nhiên họ sẽ đổi luôn cái người giữ ngân khố, thủ trưởng ngân khố. Thì cái người ở giữ cái chức vụ ngân khố đó họ được quyền treasury đó, họ được quyền sử dụng tiền như thế nào, in tiền thêm bao nhiêu hoặc này nọ, nó sẽ bị ảnh hưởng đúng không ạ? Thì tất nhiên cái tiền giấy nó bị ảnh hưởng, nhưng tiền điện tử nó là ở trên mạng và không phụ thuộc vào bất cứ một quốc gia nào, có nghĩa là những cái đồng tiền ở khắp mọi nơi nó không ảnh hưởng. Và khi mà luật pháp ở từng quốc gia họ thay đổi nước khác, hoặc là một cái không phải nước khác mà là một cái party khác lên nắm quyền, thì tất nhiên là nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái quan phong của chúng ta nha. Và nó cũng không ảnh hưởng bởi thảm họa của quốc gia nữa quý vị. Quý vị nhớ là hồi xưa khi mà sóng thần đi vô Thái Lan hoặc là Nhật này kia rồi đó, cái thời buổi đó mà thí dụ như quý vị trong cái thời buổi đó quý vị đầu tư vào cái tiền Nhật đi, tiền yen, mà đùng một cái qua ngày sau quý vị thấy mà trên tin tức mà nước nó bắt đầu tràn vô tới chừng gần chỗ mà họ chế bom điện tử rồi thì sao ạ? Quý vị sợ lắm đúng không? Quý vị biết là kinh tế họ bị tụt tụt dốc và tiền của họ cũng đang tụt xuống, cho nên quý vị cũng không muốn giữ tiền yen làm gì mà quý vị muốn bán nó ra đúng không? Chính vì vậy mà rất nhiều người mà bán ra mà ai cũng biết thì đâu có ai mua nữa, thì giá trị của nó lại càng ngày càng tụt, thì nó bị ảnh hưởng bởi thảm họa của quốc gia nha quý vị. Tiền điện tử quý vị nhớ là nó nằm ở trên mạng nha, nó không bị ảnh hưởng bởi những cái thảm họa của quốc gia như thế, và nó không bị thiêu hủy nha, không bị phá hủy, tại vì nó ở trên mạng, nó không bị phá hủy. Trong khi cái tiền giấy của mình nó quý vị, tuy rằng luật để bảo vệ nó, người ta không được đốt, không được xé, không được này kia, không được phá hủy, nhưng thực tế khi nó cũ nó vẫn rách đúng không ạ? Nó vẫn có thể bị hủy, nó có thể bị đốt, nếu nó gần lửa nó bị đốt này kia rồi, nhưng tiền điện tử thì nó không không bị ảnh hưởng bởi như thế. Và đặc biệt là khi quý vị muốn chuyển tiền sang nước ngoài, hoặc khi mình làm ăn lớn mình muốn chuyển tiền ra nước ngoài số lượng lớn để chi trả này kia đâu, thì đối với tiền giấy nó rất là khó đúng không ạ? Bởi vì thời xưa mình thấy là cướp biển rất là nhiều, tại vì có thể là người ta chuyển tiền từ đường biển rất là nhiều cho nên nó bị cướp biển đúng không ạ? Thì ngày hôm nay quý vị đã nhìn thấy nó đã hoàn toàn khác biệt, và phí nó cũng thấp hơn với tiền điện tử, mà quý vị vận chuyển nó sẽ thấp hơn rất nhiều rất nhiều. Thì hồi nãy thầy nói là tại sao mà muốn quan thân của mình được giống như những cái thứ khác, giống như Google hoặc là Apple Phone hay này kia đâu, để nắm vững thị trường, thì đây là cái sự khác biệt thầy muốn chia sẻ cho quý vị để quý vị nhớ. Có thể là quý vị đã từng nghe qua rồi nhưng người lâu quá quên, cho nên hôm nay thầy gợi 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 ý lại để cho quý vị nhớ. Thầy muốn phân biệt giữa cả hai, so sánh cả hai để quý vị nhìn thấy, quý vị nhìn thấy để mình có biết là cái lợi ích, cái quan trọng của quan phân của mình như thế nào. Thứ nhất là quan phân của chúng ta đã nâng cấp và dùng công nghệ 2016 của mình, cứ cứ luôn luôn được nâng cấp, khi cần thiết mình đều nâng cấp nó lên. Còn Bitcoin thì họ đã dùng công nghệ từ 2008 cho tới giờ không có được nâng cấp nha quý vị. Lý do là thời xưa khi họ tạo lên những cái đồng coin Bitcoin, tất nhiên là chỉ dưới cái hình thức cho người ta chơi game trên mạng thôi, thời đầu đầu chỉ cho người ta chơi game trên mạng thôi, không giống như bây giờ mà mình được trade được đủ thứ hết, không ai biết được như thế. Thì tất nhiên chơi game trên mạng thôi, thì tất nhiên là họ chỉ làm sao đơn giản dễ để cho người ta mua thôi đúng không ạ? Mà thời xưa thì tuổi trẻ họ chơi game, chứ người lớn như mình ai mà chơi game, tất nhiên là họ phải làm một cái đồng coin làm sao mà để nó thuận tiện cho mọi người mua, và tuổi trẻ họ mua được, có nghĩa là họ không cần phải có chứng minh tuổi tác gì cả, ai cũng có thể mua được, thì tuổi trẻ nó mới mua được. Thì tuổi trẻ mua được không cần chứng minh gì hết, tất nhiên là những người họ xài bậy bạ, xài trái phép trái luật này kia đâu, họ cũng có thể sử dụng để họ xài. Chính vì vậy quý vị đã thấy khủng bố khắp mọi nơi có liên quan tới đồng tiền này đúng không ạ? Chính vì thế mà cái người chủ làm lên một cái đồng coin này hầu như là họ không dám ra mặt, và kể cho tới ngày hôm nay mình không biết là cái người sáng lập ra sáng tạo ra cái đồng Bitcoin này họ còn hay là họ đã mất rồi hoặc là gì đó, không ai biết họ ở đâu cả, và chính người đó là ai cũng không ai biết cả nha. Chính vì vậy mà không ai có thể nâng cấp được
cái hệ thống này và nó đã rất cũ kỹ từ năm 2008 tới giờ nha quý vị. Mình có công ty đàng hoàng nha, mình có công ty, có sự tồn tại của một công ty ở bên bên Bitcoin thì tất nhiên không có chủ thì không có tập đoàn, không có công ty gì hết quý vị, bị cái gì quý vị liên lạc không ai trả lời cho quý vị nha. Ở đây mình có nhân viên làm việc trong văn phòng đàng hoàng, bên đây thì không có công ty thì tất nhiên không có nhân viên. Mình có một cái hệ thống, trước khi mà mình tạo được cái OneCoin này thì chủ của tập đoàn OneCoin của chúng ta đã tốn 4 năm nghiên cứu về Bitcoin để lượm những cái gì tốt của họ và cộng thêm những cái tốt thêm của mình để mình làm lên một cái đồng tiền tuyệt vời hơn. Thì những cái gì đó xấu thì mình loại bỏ, thì trong những cái đó mình đã học hỏi được là mình cần phải phù hợp với luật pháp các quốc gia. Chính vì vậy mình có KYC, biết rõ được nguồn gốc của từng khách hàng ha, biết khách hàng của bạn là ai, nguồn gốc mọi thứ. Trong khi Bitcoin thì không nha, không có KYC, có nghĩa là họ không biết rõ được nguồn gốc của người khách của họ là ai, cho nên nó rất là nguy hiểm, người ta có thể sử dụng đồng tiền này trong những cái trái phép nha. Thì tất nhiên các tổ chức khủng bố tội phạm họ sẽ không có dám sử dụng cái đồng tiền OneCoin của chúng ta vì nhà nước là đó. Còn bên kia thì Bitcoin thì có nghĩa là những cái khủng bố tội phạm họ có thể sử dụng được nha. Chính phủ họ có thể có vẻ dễ dàng chấp nhận đồng OneCoin của chúng ta hơn, tại vì mình rất là rõ ràng mọi thứ nha. Còn ở đây cái đồng Bitcoin thì họ không, cho nên trong tương lai có thể từ từ họ sẽ loại ra, mình không xui chắc ăn 100%, hy vọng nó có cái gì đó thay đổi. Nhưng hiện tại thì tất nhiên là tất cả các quốc gia hầu như đều sợ là cái đồng mà những cái đồng tiền nào mà nó không có rõ thân thế nha quý vị. Mình tạo một cái hệ thống là giá nó luôn luôn gia tăng nha, gia tăng. Quý vị đã nhìn thấy ở phía sau của thằng đây là một cái hệ sinh thái, nhờ cái hệ sinh thái này nó tạo nên một cái nhu cầu người ta cần, tất nhiên nó sẽ tạo nên cái giá trị của OneCoin. Trong khi cái đồng Bitcoin của mình thì giá nó luôn luôn biến động lên xuống thấp mỗi ngày mỗi giờ nha, nó luôn luôn lên xuống, tất nhiên là nó sẽ không ổn định cho mọi người sử dụng nó. Thì mình sẽ có tính bảo mật cao, tất cả giống như là trong OneCoin của chúng ta mình chia nó ra thành nhiều server và đặt nó ở nhiều quốc gia khác nhau, trong khi Bitcoin thì sự bảo mật của nó rất là thấp, và quý vị đã thấy trong quá khứ có người bị mất coin đúng không ạ? Rồi mình có hơn 3.6 triệu thành viên để cùng nhau làm việc và đẩy mạnh giá trị của cái đồng coin, trong khi Bitcoin thì rất là ít số lượng người ta sử dụng nó đúng không? Và cái thời gian thì ở đây cái thời gian rất là đặc biệt là OneCoin của chúng ta khi di chuyển hoặc là giao dịch nó đi trong vòng dưới 10 giây và nó chỉ cần 1 phút là để lắp đầy một cái block ở trong cái blockchain của họ. Trong khi ở bên Bitcoin thì cái giao dịch mà nhanh nhất mình có thể biết là 10 phút. Nếu là như thế thì ví dụ như quý vị mở một cái quán hay là một cái tiệm gì đó ăn nhanh hay là cái gì đó cần nhanh mà quý vị tính tiền người khách phải bắt khách đợi 10 phút mới cho họ đi, tất nhiên như thế thì trong một tiếng đồng hồ mình chỉ làm được có 6 giao dịch thôi thì nó rất là chậm, cho nên nó không có phù hợp nhé. Thì tất nhiên là cái sự ưa chuộng là người ta cần nó nhanh, bảo đảm và an toàn, giá phải ổn định đúng không ạ? Thì OneCoin mình làm được cái điều đó đó quý vị. Nói chung thì hôm nay là cái video rất ngắn, thì muốn chia sẻ như thế cho quý vị. Mỗi ngày mình sẽ tìm hiểu một cái điều khác nhau. Thì hôm nay là cái bài chia sẻ sự khác biệt và một số tài liệu về thị trường chút xíu cho quý vị hiểu nha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Quý vị, nếu quý vị chưa có đăng ký vào kênh YouTube thì quý vị nên đăng ký bên góc tay phải nha. Đăng ký vào cái kênh YouTube của Thành để mỗi khi Thành gửi video quý vị sẽ biết, hoặc là bên tay trái này nè, quẹt cái mã vạch QR này thì quý vị có thể vào và theo dõi trang Facebook One Life Australia để cho mỗi khi mà có gì mới thì quý vị sẽ đều biết được hết nha. Rồi cảm ơn quý vị nhiều lắm, chúc quý vị luôn luôn thành công trong an lạc. Nên nhớ, quý vị nên nhớ, tương lai là của chúng ta, cơ hội chụp hay không cũng do chúng ta. Đừng nhìn ở bên ngoài mà đừng nghe ai đó ở bên ngoài, mà phải nhớ chính mình nghĩ và tìm hiểu và tin vào cơ hội riêng cho chúng ta và
chụp lấy nó, đừng chờ đợi cho bất cứ ai, tại vì họ không như mình nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị nhiều, chúc quý vị một lần nữa thành công trong an lạc. Chào quý vị.